tiến lên. Trời trời, lớn đi cưng, ai ghế nào về ghế nấy. Đó, để lên đó đi. Rồi. Rồi. Ngồi xuống và nhìn về phía máy quay cho đẹp trai lên nào. Và bây giờ mời quý vị hãy chào đón hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow, xin được lên. Bên cầm cho anh, cầm cho. Wow, để đây nha. Hai cô gái là xinh xắn. Bây giờ chị Tường chào bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Hứa Anh Đạt. Em chào hai bạn gái với toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em hãy giới thiệu. Em tên là Lê Văn Mão, sinh năm 92 chị. Hiện tại em đang làm sale bất động sản. Sinh ra lớn lên ở Long An. Ừ. Hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ. Gia đình ở thành phố luôn hay là còn ở Long An? Dạ, hiện tại thì nhà em thì đất vẫn còn ở Long An. Nhưng mà kiểu như anh chị em với cha mẹ em thì lên đây đi làm hết rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mão? Điểm mạnh của em thì vui vẻ, thật thà. Còn điểm yếu em thì em ít có bắt chuyện với người lạ. Phải quen quen thì em còn nói chuyện. Ủa, mà... đi sell ba bất động sản. Dạ, rồi cái đó gặp khách hàng thì mình chào với khách hàng thì nó khác chị. Bạn bè đi chơi mà có người lạ thì em chỉ nói chuyện với người quen. Đâu giờ hiện tại có cái nào ngon ngon sell chị thử một cái nghe thử coi nè. Hiện tại bên em đang có cái dự án Serial View do anh Cường làm chủ tư á. Hiện tại ở Bình Dương mà giá thì cũng chỉ có 29,5 triệu mét vuông. Chị Tường thấy cơ hội đầu tư rất là tốt luôn chị. Rất là tốt luôn hả? Dạ. Đầu tư bao lâu thấy có lợi nhuận? Dạ, mình đầu tư trong vòng 2 năm là lợi nhuận khoảng được 20-30% cái số tiền mình bỏ ra chị. Đang cho giữ chỗ thiện chí. Cho mượn ít tiền đặt nguồn lô coi. 29 triệu mét vuông. Ừ, cho mượn ít coi. Em hả? Ừ, cho mượn nó mượn ổn, vợ giữ hết tiền thôi. Chị nên tự lực đi, chị lớn rồi. Còn mượn nhờ vả em làm gì? Ờ vậy hả? Không, làm mai mối đi, kiếm cách xê mua ha. Kiếm ổn ổn. Rồi lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi uống cà phê với bạn hoặc là ở nhà em chơi game. Chơi game? Rồi thời gian đâu bây giờ có bạn gái thì thời gian dành cho bạn gái là dạ, giờ nào? Dạ, thí dụ mà bây giờ mình có bạn gái thì mình bỏ chơi game đi chị. À đúng không? Chơi mình game chơi không với bạn gái. Không lo ăn uống là ốm mò gầy mòn đó. Có tập thể dục thể thao gì không? Dạ, em cũng mới bắt đầu đi tập game chị. À vậy hả? Vậy cũng được, ngon lành. Ờ, tướng có cơ với bộ. Ừ, đó là anh Mão. Nhưng mà anh tôi mùi. Tướng râu râu, ngầu. Bây giờ em giới thiệu đi, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Em chào anh Đạt, chào chị Tường và chào tất cả quý vị khán giả ngồi ở đây. Thì em tên là Thu Hiền, năm nay em 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại một cái công ty về tiêu dùng nhanh ở thành phố Thủ Đức. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ở quận mấy? Em ở quận 1. Hiền ngày hôm nay tới với ai? Hôm nay em đến với dì em, tại vì em rất là hâm mộ chị Cát Tường với lại anh Đạt á. Chương trình. Rồi, cảm ơn dì. Điểm mạnh điểm yếu em? Em là một người rất là hòa đồng, còn điểm yếu thì em hay quên. Sở thích em là gì? Em sẽ dành thời gian để đi chơi với bạn, trò chuyện hay là đi uống cà phê gì đó, trao đổi. Yeah. Bây giờ đến em nha, em ngồi ghế màu đỏ nha. Em trai tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Bằng Đạt và chào tất cả quý khán giả trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trung Hiếu và em vừa tròn 30 tuổi cách đây 10 ngày. Đến từ Vĩnh Long. À, Vĩnh Long ở đâu? Huyện nào? Huyện Mang Thít. Chúc mừng sinh nhật muộn nha. Hiện tại thì công việc của em là nhân viên thú y của trang trại bò sữa Tây Ninh. Làm việc ở Tây Ninh luôn? Vâng. Đâu đầu mà tuốt tới Vĩnh Long mà lên tới Tây Ninh làm việc như vậy? Dạ, hồi xưa thì cũng đam mê thú y vậy, tại nước nông nghiệp mà Việt Nam là nước nông nghiệp. Đúng. Thì vừa ra trường xong thì cô đang thấy một cái bài tuyển của trang của Vinamilk tuyển dụng cái gì, đăng ký. Không vẫn làm việc đó lâu chưa? Dạ, em làm việc khoảng năm 2018. Chính của mình là làm việc gì? Để điều trị, thăm khám và chăm sóc cho bò sữa vậy. Là suốt ngày chơi với bò không? Tại đôi lúc cũng hết giờ làm việc ra ngoài còn bạn với mấy anh em kỹ thuật chung nữa vậy. À, rồi có câu chuyện gì đặc biệt với mấy con bò không, kể chị Tường nghe với coi. Dù dạ thì làm với bò thì đôi lúc cũng có nhiều câu chuyện tai nạn nghề nghiệp vậy. Ủa, sao có tai nạn gì nữa? Bò nó hút vào bò đá. Bò nó hút vào bò đá. Ghê vậy đó hả? Dạ, bắt mua rồi. Thì con bò nó hung quá vậy, nhập từ Úc, từ Mỹ về nó chưa được thuần chủng á. Nó hút mình bị gì? Còn bị hút. Thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? À nó thúc thì em bỏ chạy thôi chứ em làm được gì vậy? Nhưng mà nó có hút to rồi. Mà nó hút chúng mình không? Có một lần hút chúng ủi văng ra ngoài rồi.
Ghê vậy? Bò đá một lần vào đùi. Trời ơi, tai nạn nghề nghiệp mà. Mình chạy với con bò ai chạy lẹ hơn? Em chạy ra khỏi cái chuồng đó thôi. Con bò nó được nhốt trong cái khuôn viên chuồng mà. À rồi. Mà nó không tông cửa chạy ra hả? Dạ, cửa khóa lại rồi. Rồi sao cửa, em ra được? Em bay rào, cái cửa khắc rào là cao khoảng trên tầm này nè, thì em đứng trên em nhảy qua luôn. À, cái chiều cao không có rồi. À, đúng rồi, ngày nào cũng có tai nạn nghề nghiệp với em quý vị. Không, thì cũng ít lắm, tại vào đây là khoảng 4 năm thì em bị ủi một lần và bị đá một lần. À, 4 năm mà có 2 lần. Dạ. À, 2 lần thì đủ chứ muốn chạy không chứ không chuyện nữa. 2 năm sau thêm lần nữa, 2 năm một lần. Chuyên viên ha. Nhân viên là chuyên viên là cũng đang muốn học lên. Không, cảm giác mà bị bò đá với lại bồ đá thì cái nào đau hơn? Hầu như là cái nào cũng đau cho anh, tùy theo khung bậc cảm xúc khác nhau anh. Hầu như là cái nào cũng đau cho anh. Tùy theo khung bậc cảm xúc khác nhau anh. Mấy con bò út của em ở bên đó là bây giờ là nó giao phối tự nhiên hay là phải có sự giúp sức của con người? Có sự giúp sức của con người anh. Em có từng giúp chưa? Dạ, có làm phần đó luôn anh. Em là được gọi cái từ nôm na là mang lại hạnh phúc của cô bò đó. Oh. Em có biết cách mang lại hạnh phúc cho những cô nàng không? À, có, lúc đó là có được gieo tinh nhân tạo vậy. Cô nàng chứ phải cô bò. À. Cô nàng chứ phải cô bò. À, cô nàng. Ừ. Nó cũng biết được chút đỉnh chị. Gieo tinh nhân tạo hay là gieo tinh bình thường? Trực tiếp rồi chị. Trực tiếp rồi chị. Thằng bé này được, thằng bé này lanh. Đồng ý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Trước hết về điểm mạnh của em thì hòa đồng, làm việc với anh em tương tác đội nhóm tốt. Ừ. Xong rồi biết thể thao, bóng đá và bóng chuyền thì cũng giỏi được chút đỉnh. Thì thú y bọn em thì hồi xưa đi học thường mổ xẻ và thường lấy mấy cái tiêu bản á. Tiêu bản như dạng dê nè, bò nè. Tiêu bản là cái gì? Động vật sống á vậy. Là để nhậu, có thể là cái điểm yếu của em chắc hơi nhậu nhiều một xíu. Tiêu bản là bộ rồng hay là gì? Tiêu bản là nguyên một con bò sống, ví dụ nguyên một con bò sống, một con heo sống thì đang phẫu thuật giải phẫu để tìm hiểu bệnh xong đó. À là mình tìm hiểu bệnh rồi mình lý nó. À, rồi sau đó mình nhậu nó luôn. Quất luôn. Có thể làm thú y. Là tìm hiểu nó xong rồi quất nó luôn. Vậy mới đúng chắc chắn. Dạ dạ. Trời ơi. Dễ thương quá chừng, nói chuyện có duyên quá. Rồi cô gái người ghế màu đỏ của tôi nè. Giới thiệu về mình đi cưng. À, dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường. Em tên là Kim Tuyến, hiện em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em làm kỹ thuật viên spa. Ngoài ra em còn kinh doanh mỹ phẩm online. Quê quán em đâu? À, quê em ở Bình Thuận ạ. Hiện giờ thì em ở đây với ai? Dạ hiện tại là em ở ngay spa luôn. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh em thì chắc học hỏi nhanh, còn điểm yếu của em thì chắc là hay nhậu xong rồi hay nói nhiều. Cũng có tay nhậu đây nữa hết à. Chà, bạn nhậu nhiều dữ hả? Đô em bao nhiêu lon? Thật ra là đô em rất là thấp nhưng mà em hay rủ người ta nhậu lắm anh. Sao vậy? Tại vì em thấy vui. Kìa, mà thôi, em bạn nhậu qua nữa. Em nhậu em có phá mồi không? Dạ có chị. Bữa nào thiếu mồi em gọi anh thú y bên này nha. Em mới nguyên con lại luôn. Dạ. Nhậu phải ăn chứ không ăn là dễ say lắm. Dạ đúng rồi, đúng em rồi. Chủ yếu ăn hơn nhậu chị. Điểm mạnh còn điểm yếu nè. Điểm yếu của em là chắc là hơi nóng tính một xíu. Kiểu như ai làm không ý đúng ý mình thì sẽ tỏ thái độ luôn. Em không thích ai thì em sẽ tỏ thái độ ra luôn. Nhưng mà chị nói nhỏ cho hai bạn nghe nha. Sau khi nghe chàng thú y này chia sẻ, chị mới chốt là một điều là dù mình có thích hay không thích gì, mình cũng đừng để người ta nghiên cứu hết được mình nha. Nghiên cứu hết được mình là người ta xẻ thịt luôn đó. Nhớ chưa? Rồi, vậy được rồi chứ đừng để trong màu đỏ kia không biết nhiều quá là hồi không vô xẻ thịt ta luôn á. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đến với tình trường đi để tìm hiểu thêm kỹ một chút xíu coi mấy bạn này có cái kinh nghiệm gì chưa. Quay lại với Mão nha, tình trường của mình như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình lâu dài thì nó không có nhiều chị ơi, 2-3 mối tình vậy đó mà kết thúc rất là nhanh. 9 tháng đi chơi chung rồi bạn bè giới thiệu. Rồi sau đó quen ai nữa? Sau thời gian các em đi làm trong công ty thì có bạn đó tỏ tình với em. Quen được khoảng 3 tháng cái tự nhiên bạn đó đòi chia tay em. Vậy là chơi xong vòng. Bạn đó chơi em qua đường thôi à? Lúc tỏ tình bạn đó nói sao? Em cũng không nhớ rõ chị. Rồi lúc đó buồn mấy tháng nữa? Em buồn tới giờ luôn. Trời đất ơi, quen có 3 tháng buồn tới giờ luôn. Kéo. Tình yêu mong manh vụn vỡ quá ha. Gì chợt đến chợt đi vậy sao? Dạ. Bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là người như thế nào? Em thì cũng không có yêu cầu nhiều. Như là một người mà biết chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng. Phải nói ra mới hiểu chứ mà kêu nhìn mặt mà đón tính cách, đón tâm trạng là em đón không được. Thằng ông mấy vụ này dở quá ha. Nhưng bị sợ con đó ha. Anh phải hiểu em chứ.
Thì anh phải mổ xẻ ra, anh tìm hiểu anh mới hiểu được chứ. Mưa nắng thất thường á là em chịu không nổi đâu. Không thích vui vui, thích buồn buồn, cái đó em thua luôn. Đang nhắn tin rồi cái nói là anh sao anh không hiểu em, mà trong khi đó thì nhắn tin không nói ra. Anh hỏi nhiều khi em hỏi là bây giờ em có vấn đề gì nói anh nghe đi, mà không nói mà kêu phải hiểu mà em đâu có hiểu được. Thôi đừng kêu người ta nói, nhiều khi người ta mượn tiền đó, hỏi thằng hiểu đi. Có điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói liên thiên nhiều quá. Người ta không nói thì nói không nói sao hiểu, người ta nói nhiều thì nói là ta nói liên thiên. Kiểu như là chuyện đúng chuyện của mình thì mình nói, còn mà cái chuyện gì cũng đem ra nói hết rồi, cái đó em không thích. Thì gọi là nhiều chuyện. Đó là thông tin của chàng trai ngồi ghế màu xanh. Còn em thì sao? Dạ em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì cũng không có sâu sắc lắm, 3 tháng thôi. Tại vì hồi nhỏ em, lúc đó em còn trẻ, em trẻ con. Mối tình đầu á hả? Dạ. Lúc đi... còn học phổ thông hay là gì? Khoảng hơn 18, 19 tuổi á. Mối tình thứ hai thì mới là lâu. Bao nhiêu lâu? 2 năm, cả hai cảm thấy không có thích hợp nữa nên là quyết định chia tay. Thật ra thì trong khoảng thời gian tìm hiểu như vậy thì anh lúc nào cũng là người phụ thuộc vào mẹ của mình á, chưa có sự trưởng không thành. Có tự lập đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cách đây khoảng 5 năm hơn. Cần một người đàn ông mẫu hình tượng đàn ông như thế nào? Trưởng thành và có kinh nghiệm cuộc sống, lo lắng quan tâm cho em và có thể dạy dỗ em được. Tại vì khi em sinh ra là từ nhỏ em đã không có tình cảm với người cha rồi. Em rất ủa khoan xí nha, cái này là mình bạn trai chứ không phải là đi tìm cha nha. Không phải, tại vì đó là một cái người mà có thể hướng dẫn em trong cuộc sống em. Đó là cái quan niệm em cần một người trưởng thành. Bây giờ là hình dáng nè, cái mẫu là cao bao nhiêu? Dáng, tóc, tai. Bạn trai sắp tới thì cũng cao khoảng 1m7 trở lên. Dễ thương, ưa nhìn vô thì mình cảm thấy là có cảm tình, dễ kết bạn, dễ làm quen. Rồi, đó là những câu chuyện của cô gái ngồi ghế màu xanh. Tình trường nhiêu rồi? Khi học sinh viên cho đến 30 tuổi hôm nay thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, em lúc đó vào cũng thử việc, đang trong quá trình học hỏi, thử việc để rèn luyện thử thách á. Cái thời gian nghỉ của em không có, thăm bạn gái cũng không có nữa. Dần dần cái cũng 3-4 tháng sau đó bạn gái là trách em là không còn quan tâm cho bạn gái nữa. Em hiểu giúp anh, cũng mới ra trường phải đi lập nghiệp, cũng phải đi học hỏi, tại vì đang người ta đang đào tạo em, mình đâu muốn ngủ ngang được. Từ Tây Ninh mình cũng về quê, ít nhất phải về từ 4 đến 5 ngày mới có thời gian được đi xe ở quê nữa. Và thời gian đó thì không được nghỉ, mới vào không được nghỉ gì như thế. Em cứ lủi thủi làm như thế. Cuối cùng thì bạn gái quyết định là không còn quan tâm nữa, thôi chia tay. Có lần nữa ngày lập gia đình em có về. Đám cưới rồi, có mời em. Về luôn đúng vậy. Thì về chứ, đúng rồi. Về chứ phải nhìn với người mình từng thương là hạnh phúc rồi mình đúng vui. Rồi. Về xong rồi mình đã đi. Cao thượng quá ha. Bữa đó xỉn không à? Dạ xỉn, anh uống với chú rể xỉn luôn. Uống chú rể luôn? Uống luôn. Trời ơi. Mà chú rể tốt không? Dạ tốt. Chú rể tốt đúng không? An tâm đúng không? Mỗi thứ hai thì cô bạn nó khoảng năm 2019. Cô bạn là sinh viên bên thực tập. Để cho chính tay em đào tạo hướng dẫn luôn. Ồ. Dạ. Thì lúc đó thì bạn nó nhỏ hơn em khoảng 4 tuổi hoặc 5 tuổi. Chính em là người chấm điểm với bạn bài thảo luận, bài báo cáo tốt nghiệp của bạn á. Rồi em đi theo em học hỏi và cũng có nhắn tin qua lại, sau đó mới con điện thoại rồi mới quen nhau. Nó khoảng 1 tháng em ít nói chuyện lại với nhau. Các bạn hỏi bạn là nữ kia thì sao ít nói lại, do công việc, bị áp lực công việc nhiều quá mệt, nhưng mà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nên là em cũng thấy lo rồi. Thì có cái việc gì ít là bình thường, nó vẫn con nhau suốt, mà hết giờ là về con thôi. Chừng 3-4 tháng sau nữa bạn dừng lại. Tôi từ đây nên em xin nghỉ 2 ngày. Em chạy qua tới Đồng Nai, xuống Lộc thì bạn ấy là quen với một anh kỹ thuật của tâm trạng. Rồi, xong luôn. Sao mà cách lòng nữa? Đúng rồi, mà kế bên, mà lúc đó là học như thầy vậy thì thích thầy đúng rồi, 6 tháng nhưng mà giờ về làm kia nó lâu dài hơn chứ giờ thầy ở xa quá. Rồi. Có cuối cùng cũng vừa chưa dài cuối năm này đó. Anh chung ngành thú y của em giới thiệu. Cũng là chung ngành thú y. Và bạn ấy đang làm bên Phú Hước. Cả hai thống nhất với nhau và chính em phải đi về tới quê mà xin hai bác quen tìm hiểu. Xin hai bác của bạn nữ đó. Về là đứng đang ngồi ăn cơm khoanh tay xin hai bác là con với em quen nhau, rồi bác tạo điều kiện cho con với em tìm hiểu. Tuy nhiên đùng hết vừa qua Tết xong các bạn
nhờ chia tay. Và chia tay với lý do là cũng không hợp nhau, em nói chuyện không nói gì cả bạn nữ, có thể là em không tốt điểm nào đấy. Nhưng mà lần đó thì bạn nữ đó có gặp lại người yêu cũ. Em không dám khẳng định là có quen lại người yêu cũ hay không. Nhưng mà người yêu cũ có tác động nhắn tin với bạn ấy. Con người sinh ra không bao giờ là gọi là hợp. Có thể cố gắng vì nhau để thay đổi, vui quán cho nhau thôi. Đúng. Nhưng mà em vẫn quyết định là chia tay. Tại vì bạn ấy nói là cái mối tình của bạn ấy quen phải 10 năm rồi. Là bạn trai trước 10 năm mà vẫn bỏ, huống chi em có 1 năm bỏ luôn. Ờ trời, không biết 10 năm à? Rồi, cái sau đó hai bạn nói vô tình gặp lại cái rồi ôm lại kỷ niệm xong rồi em 10 năm không gặp. Em đi ra ghìa luôn. Tưởng tình đã cũ. Xong cái lúc đó em cũng tâm sự thật là em bị stress tâm lý luôn ấy. Em làm về em mất ngủ. Tại sao? Em không biết, em suy nghĩ cái em nằm xuống là em không ngủ được. Sáng thức 2-3 giờ cái đi làm đâu nổi đâu, mờ mờ như bay vậy đó. Qua tháng sau cho về phải nghỉ phép, về nhà thăm nhà, ở nhà với mẹ, đi thăm anh chị em, bạn học cũ rồi vậy thôi. Nó vui đã như vậy đó hả? Dành thời gian lâu gian quá mình đã đâu trại có gì. Ba mối tình nhưng mà tôi rút ra là thấy bạn này rất là đàng hoàng, nghiêm túc. Mối tình nào cũng có xin phép, cũng phải chia tay, cũng phải tìm hiểu tại sao, đến tận nơi nhậu chú rể rồi đối chuyện với rồi kia đàng hoàng. Nói chung là em là cái người muốn mà biết đâu đó nó phải rõ ràng. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái trong tương lai mình là tìm người như thế nào nè? Trưởng thành chút xíu thôi, đừng có mè nheo nhiều quá. Ví dụ như mè nheo, ví dụ anh ơi mở mắt ra, anh ơi em muốn nói thẳng ngay lúc này thì em cũng đành chịu rồi. Có công việc gì cần để thờ anh sẵn sàng, em sẵn sàng ốp trên kia nghỉ xuống 2-3 ngày. Nhưng mà không lẽ ngày nào cũng ngồi ra công viên ngồi hoài sao, thay vì để em đi làm đi một tháng một tuần đó, sau ốp 5-3 ngày đi Bình Thuận đi du lịch thế vậy, chứ còn ngồi công viên trà chanh mấy cái kia thì. Nhưng mà bây giờ phụ nữ khổ một cái là người ta thích cái người bạn ông bên cạnh rồi, tối đi ăn đi uống đi chơi đồ này kia, vậy là em làm không được. Cũng có thể sắp xếp được, nhưng mà ví dụ một tháng em đừng một nghỉ tới 4 ngày là như một tháng em ốp 4 ngày em xuống cùng bạn gái. Ở trại thì thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không hay là suốt hiện luôn? Tại là em làm một tuần được nghỉ một ngày. À nhưng không nhất thiết là ngày chủ nhật. Có nghĩa là ngày nào muốn trong đó nghỉ là nghỉ. Không nói trước. Thì cố gắng làm thêm một thời gian nữa rồi về ở chung, tìm mua cái gì nhà thuê nhà ở hoặc là mướn hoặc là tích góp lâu dài thì mình mua mình đất xây cái nhà nhỏ hơn. Ưu tiên thì em ưu tiên với người yêu em cho bằng người yêu chọn. Hay bạn này rất rõ ràng, tương lai ổn định. Chàng trai đó là thẳng tính. Đâu em nói chuyện nhỏ nhẹ nhẹ nhàng cuộc tình của em cho anh nghe coi. Em chưa có mối tình chính thức nào hết. Chứ là những mối tình là mối tình gì? Kiểu như đang tìm hiểu với nhau thôi, cảm thấy không hợp nên em không quen. Có một cuộc tình mà gọi là mập mờ á anh. Nhân gian dưới mập mờ á hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao nè? Thì từ cái lúc đó là em cảm thấy là mất tin tưởng vào bạn nam, nên em sẽ dè chừng hơn trong mọi mối quan hệ. Em sẽ tìm những cái người mà em cảm thấy chắc chắn và tương lai nó sẽ lâu dài hơn thì em sẽ quen. Còn những người mà em cảm thấy không chắc chắn thì em sẽ không quen. Tiến tới còn cái anh kia thì mập mờ là cái mối quan hệ mập mờ nó bao nhiêu lâu? Cũng tầm 1-2 tháng anh. Rất là ngắn. Nhưng mà vô tình em là người thứ ba, nên em bây giờ em rất là sợ. Em sao em biết được em là người thứ ba? Em thấy trên Facebook anh, nó người ta, bạn của cái bạn đó tát tên bạn đó vô thì em mới biết. Em thích mẫu người đàn ông nào nè? Cao, có ngoại hình xíu, dễ nhìn á, có công việc ổn định. Thích mẫu người đàn ông chung thủy không? Dạ đương nhiên là thích rồi anh. Rạch rồi không, chứ bên bển là tôi thấy có ông anh rất là chung thủy đó. Ảnh mới đi làm lại, anh mới ổn định lại thần kinh thôi đó. Ảnh là ổn lắm. Ủa mà vậy nè, anh thấy cái bánh kem nó để chữ gì? Chữ gì vậy? Em đọc giùm anh coi. Dạ cái này là cái kỷ niệm ngày hôm nay á anh. À có kỷ niệm ngày hôm nay, anh hy vọng bánh kem này chắc chắn sẽ có chủ ha. Nào giờ em chưa đón sinh nhật với người bạn nam nên em muốn như vậy. À hồi dạ. Đó giờ là chỉ cô đơn một mình hoài. Dạ, tự một rồi. Mình mua bánh đó kem về nhật. Tự thổi đèn cày. Không, bạn có bạn em nhưng mà có không bạn. Không phải là bạn trai. Dạ. Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Hồi đầu mình đã thấy có người lớn ngồi phía dưới rồi. Dạ chào cô. Dạ sẽ hỏi là hôm nay cô đi theo là ủng hộ cho bạn nào vậy ạ? Cô đi theo là ủng hộ cho bé Hiền. Cô là dì của bé Hiền. Rồi nãy giờ dì theo xem chương trình thì dì có suy nghĩ như thế nào, dì cảm nhận như thế nào về hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay ạ? Dì thấy ai sẽ hợp với lại Thu Hiền hơn? Thấy hai chàng trai này thì ổn định công việc, công ăn việc làm thì chắc dì thấy không thích hợp hả? Dì thấy ngày thích hợp á. Không có cái gì nói thiệt luôn á.
Vì thấy không thích hợp rồi. Mà dì biết cái ý của Thu Hiền muốn như thế nào không? Dì thấy là Thu Hiền thích mấy người to cao, lực lưỡng. Còn hay hai bạn này thì thấy nhỏ bé quá. Dạ đó. Thế không, dì phải nói vậy cho nên mới hiểu chứ, tự nhiên dì nó không hợp, mày đâu biết không hợp cái nào. Rồi, cảm ơn dì ạ. Còn em gái. Xin chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào hai em ở trên. Chị là chị cũng như là chủ của Kim Tuyến. Tại do là nhà Kim Tuyến thì ở Bình Thuận, cho nên là trong đây thì không có người thân, nên cái gì nó cũng hay chia sẻ với chị. Tại do là nó ở chỗ của chị luôn, mình hiểu về tính cách của nó. Thứ hai là mình biết là cái hoàn cảnh nó cũng khó để tìm được bạn trai, cho nên đi hôm nay mình rất là ủng hộ. Chị nghĩ là cái bạn mà ngồi ghế đỏ như chương trình sắp xếp á Kim Tuyến, thì chị thấy thật sự là bạn đó từ cái bước ra cho tới cách bạn đó ngồi, cách bạn đó trả lời, cách bạn đó nói chuyện và kể cả công việc, thì chị nghĩ là chị cảm thấy rất là phù hợp với em. Nếu chị là người thân và chị có quyền quyết định thì chị sẽ ủng hộ cái mối quan hệ này. Và kể cả cái giờ giấc nghỉ cũng vậy. Tại bên chị một tuần chị cho nghỉ đúng con ngày đó. Mà nếu như cái ngày đó, nếu mà hai em có thể sắp xếp được với nhau, thì ngày đó hai em tự chọn ngày nghỉ được, không nhất thiết là phải chủ nhật. Thì cái đó là cái phù hợp. Hay quá. Nãy giờ chị lo lắm á, tại vì chị lo cho em ở xa, chị lo, hiểu không? Em cũng lo cho lo, em đó. Mà bây giờ có người đi theo, người nhà, người thân đi theo mà nói vậy nó đỡ được 50% rồi đó. Chị lo lắm á. Và bây giờ đây chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Thể hiện luôn chứ còn gì nữa. Nào mình có kỷ niệm gì đúng không? Tâm thủ với lần đầu anh gặp có hoa, nó có hoa này cao mà này, nó cao quá trời nè. Trời bé kia bây giờ con có xích xác vô, xác vô, xác vô. Chà, không nấu chứ. Cao quá trời luôn, ngon lành không, được không chị? Được không? Dạ được, có nghĩa là từ lúc bước ra là mình đã thấy là hai đứa nó phù hợp rồi. Đó, tặng. Wow. Em có cái ngồi dưới đây em có suy nghĩ chút xíu, nó hơi có ý kiến xíu ha. Trùng hợp là ngày hôm nay bé Tuyến bên em nó lại suy nghĩ là nó muốn mua bánh kem, và cái mong đợi là sẽ có ăn bánh kem sinh nhật cùng với một người bạn trai, tại vì bé nó chưa có bạn trai. Rồi bạn này thì sinh nhật mới qua có 10 ngày. Hôm nay thì bạn này là ôm một bó hoa rất là đẹp, bé Tuyến thì có một cái bông, có nghĩa là có sự trùng hợp và nó có cái gì đó một chút duyên. Chị hy vọng rằng hai đứa sẽ có một cái sinh nhật muộn nếu như mà hai đứa chọn nhau nha. Wow. Xe thì em sẽ tặng cho mỗi người một cuốn sách. Dạ thì đây là câu chuyện hôn nhân. Bạn sắp tới có thể nếu mà tiến tới hôn nhân với một ai đó thì có thể đọc những cuốn truyện này để có thể tìm hiểu thêm. Đây cuốn sách Hy vọng thì em nói vui thôi, ví dụ như hôm nào đó mà mình tháng không có KPI đó thì mình có thể có hy vọng để tháng sau mình bán hàng KPI tốt hơn. Ủa mà sao lại, tại sao lại tặng anh này là câu chuyện của hôn nhân mà tại sao anh tặng anh này lại tặng hy vọng? Bạn này với bạn áo đỏ, hai bạn này rất là hợp nhau nên là em nghĩ là cuốn sách này cũng sẽ giúp cho hai bạn là đứng với nhau. Wow, hôm nay toàn là những người sâu sắc không à. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ cảm nhận của hai chàng trai như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Thì em thấy bạn thì cũng khá xinh, không biết nói gì hơn. Trời đất ơi, cái gì mà ngồi khép nép khúm núm vậy? Chân xeo gì kỳ vậy? Hơi nhát gái tí anh. Rồi, còn Trung Hiếu thì sao nè? Bóp bàn tay. Bóp bàn tay luôn. Bóp bàn tay. Gặp hai bà nữ tim đập nhanh nữa. Cố lên, cố lên. Để quên là thuốc gì vậy? Thuốc gì? Thuốc cho anh hút trợ tim. Trời ơi. Ngay thuốc nhà có thuốc mà không quên em. Trời ơi. Bây giờ bạn nữ cố lên nha. Bây giờ anh Đạt. Rồi sao? Nói chuyện đi chứ chào hoài vậy. Cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi thấy hai bạn nữ? Em dân thú y chứ hội thì muốn giác người dưới rồi, giác người ta ninh luôn rồi. Muốn giác người dưới rồi, giác người ta ninh luôn rồi. Thì nói với cổ đi chứ nói với chị giác chứ. Giác gì? Trời ơi. Tại quen ta nói với giỡn vui chút xíu cho nó giải tỏa chứ nè. Rồi bây giờ vui bây giờ hát nè, nghiêm túc nè. Nè, bây giờ thẳng bây giờ phải làm cái gì đó, biết hát không? Cũng được chút xíu à. Rồi cũng gửi đến chương trình hoài hát một vài câu thôi nha chị Hương, cái khác thường cho mình hát. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Thôi đâu hồi hộp, hát đi nè. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không
bao giờ như thế. Ánh sáng cô làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Ổn chưa, trong người đỡ đỡ hơn chưa? Vẫn còn luôn. Mặc dù em hát được giọng em quá xuất sắc rồi, nhưng mà cái ý nghĩa bài hát nó xuất sắc hơn. Chị tiếp cho em miếng năng lượng qua bển, xin phép bạn gái được tìm hiểu, nắm tay. Rồi xin phép được nắm tay. Rồi đón hôn anh đó. Đó. Nha. Cảm ơn chị. Đứng ở trước rồi vậy. Xin phép chị chưa mà nắm vậy. Xin phép chị. Chấm cho 80% rồi em được quyền. À, em vẫn sẽ hát lại bài hát đó. Đừng quan trọng là cái lời bài hát nó có hay không, nhưng quan trọng tâm người hát nha. Dạ. Nhìn cổ đàng hoàng, nắm tay nhìn cổ đàng hoàng. Thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá trời. Ổn không? Ổn chưa? Ủa rồi cảm nhận của em sao cưng? Em thấy bạn cũng dễ thương. Nói chuyện kiểu như là hài hước. Em thích những người mà nói chuyện cởi mở hài hước. Tại vì em cũng hơi nhạt đó chị. Bánh kem sao kìa, kỷ niệm ngày hôm nay gì kìa đó. Hôm nay em có bánh kem tặng cho anh. Thôi cảm ơn. Kỷ niệm ngày hôm nay là chúng ta được gặp mặt. Nếu mà có duyên thì em muốn sinh nhật năm sau thì có thể đón cùng với người yêu. Và nếu Tuyến cho anh cơ hội thì tất nhiên anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được những điều đó. Cảm nhận của em như thế nào? Em thấy bạn cũng ít nói và cũng dễ thương, ngoại hình ok ạ. Dạ, chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như gì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm, chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em đâu. Nhưng quan trọng là ít nói quá là không có thể hiện được. Lớn tuổi nữa. Không phải, phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Anh ghế màu xanh, anh ngồi im quá, anh ghế màu xanh. Thể hiện tài năng ca hát gì hay là sao nè? Cho nó thoải mái đi nè. Em thì cũng không có cái tài năng gì nổi trội. Hát thì em hát dở mà em cũng hay quên. Tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi làm sao lấy vợ? Cái thiếu của em là cái sự toát ra, mình làm cái sự tự tin. Đó là thật sự chị muốn chia sẻ với em, vì em còn trẻ lắm, tương lai còn rất là dài. Chắc chắn mình sẽ thành công trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy. Ngay cái trong công việc em cũng phải tự tin thì em mới sale bán được hàng chứ. Tự tin lên ha. Nhớ nha. Hồi nãy giờ nói vòng vòng đây, bây giờ em hãy nói trực tiếp qua cái hướng bên kia. Thì bây giờ làm sao để mình giữ lửa trong tình yêu? Và cái thời gian đi ra ngoài của em cũng ít nữa. Và Tuyến cũng như chị trao đổi là cũng ít. Và quan niệm sống hiện tại ở độ tuổi 30 này thì anh chỉ cần là có cũng vài thứ thôi. Có một công việc ổn định, có một người yêu thương. Để yêu thương sau nói chuyện, quan tâm, chia sẻ sau những ngày là sau hết giờ làm việc mệt mỏi. Và có một nơi để trở về, hiện tại thì nhà thì anh chưa có. Lập gia đình thì cái vốn lập gia đình thì hầu như là ra trường, lúc nào đi làm là em cũng bắt đầu tích góp rồi. Thì đến thời điểm này cũng nó đủ thì không biết là đủ hay là thiếu, nhưng mà tự tin của em là chắc có thể là đủ. Nói với bên kia tăng thuyết phục cậu, bây giờ hỏi ý cậu, em có thể chia sẻ cho anh biết suy nghĩ của em không? Đây là những cái trao đổi mà anh nói với Tiến. Thấy Tiến có những cái gì cần trao đổi lại với anh hay không? Nếu mà sau này đến được với nhau á, anh có thể sắp xếp công việc và vào Bình Thuận được không? Thì bắt buộc cái người phụ nữ là phải đi theo anh. Anh nghĩ sao về việc đó? Vấn đề về đi xa thì về là nam mà anh phải ưu tiên. Nếu mà đến được với nhau thì nếu ưu tiên cho người yêu của anh. Và đặc biệt nếu mà xa hơn nữa là vợ của anh thì được quyền ưu tiên. Đấy, sẽ đi theo để lập nghiệp. Để nếu mà về đó mà di chuyển về là thật sự quan điểm của em, nếu mà về cùng với người yêu, cùng với vợ lập nghiệp ngoài kia. Nếu đã cưới rồi thì tạm thời xin phép cha mẹ vợ cho ở tạm thời một thời gian để phụ cái tiền trợ với cha mẹ vợ. Và cả hai sẽ làm kiếm phần riêng nào đó. Xây riêng đó. Và ngược lại quan điểm của em, nếu về em là em cũng không cho em vợ người yêu hay là vợ em làm dâu. Cực lắm, đám dỗ đám quải là dâu cực, nên em không thích. Bạn này rõ ràng quá, kế hoạch sắp xếp rõ ràng quá. Nên thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Cảm ơn quà em tặng riêng nha, bạn áo xanh.
đây món quà này. Này cũng là bánh nhưng mà nó khác hơn tí, bánh đặc biệt hơn tí, người ta cho mình chút niềm tin và hy vọng đó, đúng không? Thì mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm nè, ở chiếc ghế của mình có những cái nút bấm, các bạn thấy không ạ? Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định, các bạn hãy đặt tay nút bấm, hướng mặt về trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Và bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Em thương vợ lắm, mẹ sống em với em, còn sinh ra em, nuôi lớn em, nhưng mà người sống cả đời với em là vợ của em. Chắc là chưa phải là mẫu người của em. Là giống như dì nói vậy phải không? Em thích bự cao to phải không? Không phải bự cao to mà ý là một người biết quan tâm chăm sóc. Ví dụ như bạn thì thích chơi game thì lại không có phù hợp với em. Nhưng quan trọng là ít nói quá, không có thể hiện người lớn tuổi nữa. Không phải, phải là lớn tuổi nữa mà vấn đề là họ trưởng thành trong suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Và bấm. Hết thời gian à. Một khoảng lặng nữa. Vì sao em quyết định không bấm? Thứ nhất là em thì có cái cảm giác mà em thích ai thì sẽ gặp được ánh mắt đầu tiên thì em sẽ thích. Còn như anh bên ghế đỏ thì em cảm thấy là mình không có cái rung động nhiều. Động nhiều. Dạ đúng rồi. Còn em? Em nghĩ là bạn rất là dễ thương, mà cái cách bạn nhìn em cũng rất là dễ thương. Em nghĩ là em muốn gặp bạn sau chương trình này để mình có thể làm bạn và kết nối với nhau. Chứ không phải chọn đúng không? Tại sao em bấm? Bạn cũng giống như cái mẫu người mà em cũng thích thích. Nếu như hồi nãy em nói những cái điều đó, có thể là bạn đã bấm nút rồi. Là mình tìm hiểu sau chứ không cần thiết là sẽ không bấm như thế này. Đây thì hồi hộp quá cái em quên hết. Khi nào mình thích mình phải quyết đoán hơn, mình phải rõ ràng, mình phải nói rõ hơn. Đó, hãy bắt chước anh này nè, nói quá trời đó. Cuối cùng người ta cũng không bấm. Cảm xúc của em sao? Nhưng mà cũng buồn xí vậy. Nhưng mà không sao hết. Tại vì thật sự ngày hôm nay á, khi mà chương trình này phát lên á, chị chắc chắn với em là ai cũng cảm nhận được là em rất là chân thành. Chị thấy em rất là rõ ràng, rạch rồi, có định hướng tương lai thế này. Mọi thứ là một cái người đàn ông chuẩn để có thể lấy làm chồng. Tuy nhiên tình yêu nó đôi lúc nó còn là cảm xúc nữa. Chị tin rằng một người như em chắc chắn là sẽ có được một cái người bạn gái cũng như là một cái người vợ. Hello, chào Tùng phải không? Chị khỏe không? Chị khỏe Tùng ơi. Quý vị khán giả có nhớ anh Tùng này không? Quý vị khán giả có nhớ anh Tùng không? Tôi nhớ nè, tên là Nguyễn Xuân Tùng nha. Cao 1m82, đẹp trai vời vợi, khoe đồng hồ luôn. Rồi ghê chưa? Đó. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên với mẹ bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên coi. Ngon, chắc, ngon, được. Có một cái cảm giác hình như là... Sao, Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng yến nè không? Là quen hả? Tại vì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ mà thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến ở ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh luôn. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Mở cửa trái tim nha quý vị. Ủa, mở cửa trái tim. Trời gì nữa. Rồi. Mình đúng hả? Đúng hả? Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Mình đã gặp nhau. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt. Thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi, mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2
một cái cảm giác hình như không biết là có phải bạn Yến này hay không. Là quen hả? Quen hả? Một. Chúc sao mừng đi trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này coi Yến. Làm em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội nữa để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Thì hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến thôi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. Hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong tay đó thì anh cũng mong em nắm tay nhau đi hai bạn, nắm tay nhau. Ôm đi một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Sao Tùng? Không có khoe hả? Dạ. Sao Tùng ơi, bữa giờ Covid rồi mình có bị ảnh hưởng gì không? Rồi nghỉ dài phải không? Dạ có chị, ảnh hưởng cũng nhiều. Thì em bị thất thu trong mùa hè. Thất thu trong mùa hè à? Rồi giờ ở nhà làm gì cơ? Bây giờ em về nhà với mẹ em tránh dịch. Nhà mẹ ở đâu vậy? Dạ cũng ở Bình Dương nhưng mà cách chỗ em làm khoảng 30 cây chị. Kể chị Tường nghe coi, rồi lúc đó trên chương trình đó, rồi hai bạn ở chợ xong rồi xuống chương trình là mình bắt đầu qua lại quan hệ với nhau như thế nào. Kể chị Tường nghe coi, có hẹn hò được lần nào chưa? Trực tiếp đi chơi đồ được lần nào chưa? Dạ cũng có, cũng được 3-4 lần gì á. Thì cứ tuần nào em cũng xuống, em chủ động em xuống, em với Yến đi uống cà phê thôi à. Có một lần thì đi ăn cùng với mấy anh chị em trong phòng khám của Yến làm chị. Có thấy ổn không em? Thấy hiểu nhau, thấy có hợp nhau không? Dạ thì nói chuyện thì cũng nói ra những cái vấn đề của bản thân, những cái mà khúc mắc nó chưa có được rõ ràng đó chị. Có cái khúc mắc trong những cái suy nghĩ đó chị, thì cũng nói ra để cho cả hai cùng có một cái hướng. Tụi em cũng vẫn trong cái giai đoạn gọi là tìm hiểu thôi chứ chưa có gọi là chính thức là gọi là yêu nhau. Dạ. Nhưng mà cái khúc mắc của mình hiện tại là khúc mắc vụ gì vậy? Em thì thoải mái, em sao thì cũng được, mà chỗ Yến thì Yến ngại là sau này ví dụ Yến có hỏi em câu là sau này ví dụ như nếu mà mình có cưới anh có chịu xuống Gò Vấp anh sống với em không? Thì em mới nói từ xưa tới giờ ông cha ta đã nói là tiền thì theo lái, gái chồng, nhưng mà đối với anh thì anh không có ngại sống ở bất cứ chỗ nào hết, miễn sao là ở chỗ đó mọi điều kiện tốt nhất cho mình thì mình sống. Em phân tích là nó ở giờ quê anh ở Bình Dương, nhà cửa anh ở Bình Dương, cuộc sống anh mọi thứ anh đã ổn định rồi, anh sinh ra và lớn lên ở đây và cái mối quan hệ anh cũng đều có. Bây giờ anh đi đến một nơi nào khác anh sống thì cái điều kiện sống của nó phải tốt hơn cái hiện tại anh đang sống ở đây thì anh chấp nhận. Bạn đưa ra một cái giả định như vậy thôi. Bạn cũng có một cái suy nghĩ là sợ xa bạn bè đồng nghiệp ở dưới, ở xa quê em vô đây em làm cũng đã xa rồi, mà Bình Dương với Sài Gòn sát nhau, tình yêu đủ lớn thì em về anh sống với anh cũng được có sao đâu. Thì sau cái đợt cũng khó ha. Em cũng lên xuống, em cũng chủ động không. Nói chung là tối em đi xuống, thường là em xuống buổi tối không à. Tại vì Yến đi làm về buổi tối 5 giờ Yến về, thì ở Yến hẹn em là 7 giờ thì em cũng lái xe xuống, em đi 7 giờ em xuống dưới thì khoảng 8 giờ mấy thì hai anh em cũng đi uống cà phê trò chuyện xong rồi khoảng 10 giờ mấy em về đó. Thì mỗi lần xuống là chỉ có như vậy thôi. Sau đợt đó là dịch chị, rồi Gò Vấp nó ngay cái ổ dịch nữa, không có tiện đi lại. Ngày nào em cũng chủ động em nhắn tin chúc Yến rồi
chúc ý ngủ ngon rồi chúc buổi sáng vậy đó. Trong cái thâm tâm em nghĩ thì mình chân thành. Đôi khi á, em cũng có một cái chút xíu hụt hẫng một chút. Em có hỏi là em có chút tình cảm nào với anh hay không. Yên nói thì em có. Trong cái chuyện tình cảm, tình yêu á, thì em cũng mong muốn là có một cái sự giao thoa qua lại giữa hai người. Đúng rồi. Em cũng có nói là thẳng với Yên là tình, nếu mà tình cảm thì phải có cái sự qua lại, thì phải có điệu. Em cũng không muốn ở một phía yêu thì xuất phát từ cả hai, còn á nếu mà một phía thì gây áp lực cho mỗi bên lắm chị. Thì bản thân em vậy, nhưng mà bây giờ em với Yến vẫn giữ cái mối quan hệ là giữa hai người bạn thì cũng có sự tìm hiểu lẫn nhau như vậy, chứ cũng chưa gọi chính thức gọi là yêu thì yeah. Em có tỏ tình chưa? Có, em nói em làm bạn gái anh nha. Cái thì Yến như cười người, Yến mới nói hiện tại thì em cũng chưa có trả lời anh được, tức là chưa đúng thời điểm, chưa đúng lúc, tức là mới quá. Thì với cái sự cẩn trọng của bạn á, chắc phải tìm hiểu thêm về mọi mặt nó như thế nào thì bạn mới có thể là chấp nhận. Em cũng không biết nói như thế nào. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook đó. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. À, đã biết, em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp, đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa, chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh, chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé, khi mà anh học lớp 2 mẹ đi làm là nói như anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ, tất cả những cái gì đó anh đều thực hiện làm được hết. Ba mất sớm à? Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy từ Yến có cái trải lòng giống lúc nãy đó, thì nếu mà đến được với nhau á thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái, sống với hai thằng trai tụi bay nhỏ lớn tao chán lắm, thì có đứa con dâu hiền hậu nữa là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Từ lúc đó tới nay là được nhiêu ta? Dạ 3 tháng chị. 3 tháng mà vô dịch hết cả tháng hơn rồi. Nãy giờ chị nghe Tùng chia sẻ thì cái suy nghĩ của chị vậy, chị thấy là chị rất là đồng cảm với em. Thứ nhất là chị rất là quý, bởi vì Tùng là ở xa. Bây giờ cái tuổi của mình nó lớn hết rồi, lúc tuổi nhỏ nhỏ đó, tuổi teen đó, nhào vô mình yêu xích đầu mẻ trán luôn. Mình trẻ đó, mình yêu mình không có cần nghĩ tới tương lai, mình chỉ yêu thôi. Nhưng mà tuy nhiên á, thường nó sẽ không có bền. Nhưng mà ở cái tuổi này của mình á, cái tuổi mình bây giờ lớn rồi, thì Yến cũng vậy nữa, hai bạn đều là cái tuổi đã chín chắn trưởng thành. Và ai cũng có cái sự nghiệp riêng hết. Để yêu nhau rất là khó, bởi vì ai sẽ hy sinh cho ai đây? Tại vì người nào cũng có công việc, có sự nghiệp. Thì cái tình yêu nó phải dữ dội lắm, nó phải đủ lớn thì người ta mới có thể là hy sinh vì cái người mình yêu. Trước mắt á, thì chị nghĩ rằng là tại vì mình đang bị xui một cái là mình đang dính cái Covid, đâm ra nó cũng làm cho cái tình yêu, nó cũng cái sự tìm hiểu nó cũng bị trì trệ lại. Tuy nhiên chị lại nghĩ nha, nhiều khi trong cái mùa Covid như vậy đó, mà có nhiều thời gian mình lắng động hơn, mình suy nghĩ hơn, kiểm tra lại xem là thật sự mình, ví dụ như là
ở phía của Tùng. Nếu mà Tùng thấy rằng là mình thấy quyết chí, mình nghĩ rằng là Yến rất phù hợp với mình, thì mình cố gắng tập trung bỏ thêm một chút công sức nữa. Tại vì bản thân Yến là sẽ ngại, ví dụ như chị Tường cũng vậy. Bây giờ chị Tường yêu ai đó nhưng mà cái người đó ở xa quá, trong khi công việc sự nghiệp của chị Tường ở thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ để mà cuốn gói ở đây mà để đi theo một anh nào đó thì đó là cái điều mà mình phải suy nghĩ cân nhắc rất là nhiều. Mặc dù mình có thấy người đó được hết đó, mình thích người đó đó, nhưng mà yêu thôi, nhưng mà nghĩ tới để mà phải về chung một nhà thì phải suy nghĩ. Cho nên cái điều này là Tùng cũng phải thông cảm và cũng phải là tôn trọng ý. Nếu em thật sự em thương cổ, em quý cổ, em dành thêm một thời công sức thêm nữa, tại vì cổ không có từ chối. Tại chị nghĩ với cái tính cách của Yến, với cái công việc của Yến á, nếu mà Yến không thích em á, Yến đã từ chối luôn rồi. Đằng này cổ không có từ chối, có nghĩa là cổ cũng quý đó, nhưng mà cổ lại cái chuyện là cổ phải đi xa đó. Thì bây giờ cái quan trọng đây là cái tình yêu nó phải đủ lớn, và muốn cái tình yêu đủ lớn thì mình phải có sự qua lại. Mà bây giờ đàn ông thì thôi ráng chủ động đi. Chị hiểu Tùng, chị rất thông cảm, nhưng mà mình chủ động. Và nhất trong mùa dịch này, tớm chiều sáng tối, cái nghề của cổ là cái nghề hỗ trợ nhà nước chống dịch nữa, nên là cổ rất cần cái sự động viên, quan tâm, an ủi. Thì em cố gắng làm đi, rồi khi mà cái dịch nó vừa qua một cái, mình tiếp tục tăng tốc lên, tốc lên, rồi mình quyết luôn, tăng tốc lên một cái, tới một cái thời điểm chín mùi thì mình tỏ tình lại một lần nữa. Đó, được thì mình là tính tiếp, còn không được nữa thì mới thôi, mình không có hối hận. Chứ bây giờ mà mình cứ tàn tàn á, rồi sau này mình cứ nuối tiếc là không biết cổ như thế nào, cổ chưa trả lời là mình vẫn còn cơ hội. Thì mình cố gắng quyết liệt lên để xem cổ có đồng ý hay không. Đó thì để mình biết. Đương nhiên cái tuổi này thì mình cũng không mất quá nhiều thời gian cho một cái mối quan hệ và không có hồi kết. Nhưng mà mình cũng phải cho người ta có đủ một cái thời gian để mà cảm được cái sự chân thành của mình. Cho nên là Tùng cố gắng thêm một xíu nữa nha Tùng nha. Hôm nay á, Yến như mà Yến có coi được cái chương trình này, nghe được hai chị em mình tâm sự á, thì Yến cũng nên là chủ động một xíu. Và nếu có thích anh Tùng thì mình cho anh Tùng một cái cơ hội. Phụ nữ mình cũng mạnh dạn một chút cũng không sao đâu nghe Yến nha, không phải hết. Còn phía Tùng là phải cố gắng chủ động hơn nữa nha Tùng nha. Dạ, ngày nào nói chung là em vẫn giữ, em vẫn kiên trì chứ chị. Ngày nào em cũng nhắn tin, tối trước khi ngủ em cũng có gọi cho Yến nói chuyện chút. Đó, hôm nay em thế nào? Hôm nay em thế nào? Mọi việc sao? Có gì vui, có gì buồn? Rồi xong đó là chúc ngủ ngon. Mỗi ngày là đều như vậy, nói chung ngày nào em cũng đều đặn như vậy chị. Vậy là đồ quá tốt, như vậy là Yến thích em đó. Tin chị đi, như vậy là Yến thích em đó. Chứ phụ nữ không có thích á, làm phiền lắm. Em cũng muốn đều là nói chung là Yến có một cái quan tâm đến em một chút nhất định cũng được. Ví dụ lâu lâu không có cần mà ngày nào phải nhắn tin cho em đâu. Ví dụ lâu lâu nè, lâu lâu cái nay anh sao? Anh ăn cơm trưa hay gì đó thôi. Một cái nhỏ nhoi như vậy thôi là mình cũng thấy vui rồi chị. Dạ, em tâm sự với chị á là trong cái thâm tâm của mình á thì mình cũng muốn người con gái đó có một chút xíu gì đó gọi là quan tâm đến mình á, mình cũng hiểu rồi chị, hiểu rồi. Chị hy vọng là ngày hôm nay nếu mà Yến nghe được tâm sự của hai chị em mình á thì Yến sẽ cảm nhận được cái tình cảm của em. Thì thôi, bây giờ vẫn còn đang trong mùa dịch thì chị chúc cho tất cả em cố gắng được mình giữ gìn sức khỏe nha, rồi vẫn giữ cái mối quan hệ, cố gắng thăm hỏi nhiều hơn nữa, rồi hết dịch là mình sẽ tấn công mạnh mẽ lên, rồi có tin vui gì nhớ báo cho Tường biết nha Tùng nha. Cố lên nha Tùng, cố lên. Em cũng chúc chị nhiều sức khỏe. Ok, là chị cảm ơn Cơn. Dạ, rồi hẹn gặp lại một buổi chiều vui vẻ. Ok, cảm ơn em, bye bye. Chàng trai tiếp theo trong series ngoại truyện đặc biệt này là anh chàng BT nhút nhát, thật thà Đinh Thanh Sơn. Với ngoại hình điển trai, tính cách hiền lành nhưng đã mạnh dạn tiến tới bấm nút cô gái vốn không được sắp xếp của mình. Cuộc sống hiện tại và trạng thái tình cảm của Sơn ra sao? Mời khán giả cùng lắng nghe anh chàng chia sẻ nhé. Giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm yếu của em hơi cẩu thả. Trời đất ơi, cẩu thả là cẩu thả làm sao? Cẩu thả về sinh hoạt, hay quên. Em hay tự ti, giao tiếp trước đám đông quá vậy. Nguyên nghe rung rung quá vậy. Rung lắm, rung mà. Mà cái cơ mặt giật vậy nè. Mai mốt người ta xách theo hai cục tạ đi theo để quay cho nó tự tin lên. Sao, điểm mạnh có điểm mạnh gì? Điểm mạnh em chơi được tất cả môn thể thao. Ví dụ Chơi đá bóng, bóng chuyền,
Bơi rồi. Bây giờ gym có động tác nào, tập gym, tập đồ gì, biểu diễn vài động tác tôi coi thử coi tôi tin tưởng không, tôi mới book show chứ. Đơn giản nhất thì mình hít đất. Thôi hít đất đi, lâu quá chương trình không ai hít đất hết trơn. Được không em? Đúng, em không? Em ý kiến là hít đất là dễ nhất. Thấy chùa to như vậy mà. Ông này gian nha, cái mặt gian dễ sợ. Đâu, em bảo em định gợi ý cho bạn. Rồi, mời em. Hít bao nhiêu cái vậy? Hết khi nào gục thôi, hết khi nào gục thôi. Ác ghê. Chuẩn à. Trời hết sâu dữ. Chuẩn vậy, trời BT mà. Được chứ. Trời ơi. Cơ lên. Hãy cơ lên nè. Trời ơi, quá sức luôn. Khúc nào là khúc đó luôn. Wow. Tốt, máu bơm lên não. Hết rung chưa? Được đúng ha. Là hít đất xong đỡ rung hơn. Ngoài lúc đi làm ra mình rảnh mình làm gì? Chà em hay chơi game. Chơi game? Dạ. Trời ơi. Tuần thì hay đá banh với bạn bè. Rồi chuẩn bị tiền để lấy vợ chưa? À, chuẩn bị được ít. Tiết kiệm được nhiêu rồi? Chị hỏi thiệt mà. Tâm sự đi, trải lòng đi. Tâm sự đi. Chị bấu tay bấu chân vậy chị không có mượn tiền đâu, hứa luôn. Chị giúp đỡ hỗ trợ không à. Không được 300. Không được 300. Trời ơi, ngon lắm. Làm gì gồng quá vậy? Dạ, cảm xúc của em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh. Nhìn trông bé rất là hiền. Cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa? Cho qua thử chạm điện cái đi Tường. Mời em. Đây. Nè. Dạ. Coi chừng chích queo nha. Sao tay anh lạnh vậy? Sao, cảm nhận sao? Tay bạn ấm. Tay bạn ấm quá hả? Em rồi, cho em nắm hai bạn. Không biết cảm xúc mình như thế nào? Anh xin phép. Dạ. Bác dạ. Anh luôn không? Anh thôi. Anh luôn không? Kỳ quá. Anh bắt tay. Cảm nhận. Cảm nhận là tay bạn ấm. Tay nào ấm? Hai bạn. Gì kỳ vậy ông? Có mình tay ông lạnh nè. Sau khi tham gia chương trình xong thì em thấy cuộc sống cũng như mọi khi, nhưng mà có nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè. Bạn bè nó thấy rồi nó kêu hôm nay em muốn nổi tiếng hay sao đi tham gia. Cái em nói là đâu có đâu, lên đây là tìm người yêu, nhưng mà không được. Nhiều người thắc mắc là tại sao em lại tham gia chương trình, thì em cũng nói là thì em thấy xem cũng theo dõi kênh nhiều và thấy chương trình khá thú vị nên là em cũng muốn lên, nếu mà may mắn là gặp được người yêu hay gì đó thì thấy cũng vui. Sau năm cái tiếng đếm của anh Đạt, các bạn hãy đưa ra cái quyết định. Nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết, chúng ta có quyền không bấm nút. Nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào, màu đỏ hay màu xanh, chúng ta hãy bấm vào cái nút tương tự. Nếu như mà cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1. Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm. Em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Bấm. Và đã có kết quả. Sao em không bấm vậy? Vì sao em không bấm vậy? Anh vậy tại vì cảm xúc của em bắt đầu là kiểu như chắc là em nên làm bạn trước nữa. Dạ. Chưa đủ rung động hả? Dạ. Cả hai anh luôn hả? Em cũng ngạc nhiên về kết quả này. Anh đều bấm em hết trơn luôn mà em không bấm ai hết trơn trời á. Hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết. Sao anh? Em không có ấn tượng ạ. Nói chung là chưa có một nụ cười chích queo. Đúng. Bây giờ cho em bấm lại, em có bấm ai không? Dạ em nghĩ em cần thời gian hơn nên là em nghĩ là nước này là không hợp lý nên là em không. Vẫn giữ lập trường phải không chị? Không. Mời tất cả bốn bạn chúng ta rồi ra đây luôn nè. Không được bi quan về tình yêu. Không. Nhớ không. Chưa? Có cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước, tình yêu rất đẹp. Chính xác. Em cũng vậy nữa, có thể hôm nay mình chưa may mắn, cái duyên mình chưa tới. Hơi rụt rè, lần sau phải tự tin hơn một chút xíu. Không, để em mở cờ cái nè. Mở cờ. Trúc. Dạ. Thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không? Dạ. Nhưng em có hứa hẹn là sẽ gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không? Thôi dạ, nếu mà có điều kiện thì có thể xảy ra. Vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai. Rồi cái cảm giác mà khi mà mình bấm chọn người ta không chọn mình như thế nào? Cũng
hơi buồn, đúng không? Tại vì đúng cái người mà anh tìm này, cái không phải là ngoại hình nữa, nhưng mà cái cách mà như là yêu động vật hoặc là nấu ăn gì bạn có, với cái cách bạn nói chuyện rất nhẹ nhàng, bạn nhìn trắng. Cái lúc mà bạn đưa cho anh cái bánh đầu câu á, cái món đó thực sự rất là ngon và cũng là món anh thích. Đúng, những cái hành động đó thì làm cho anh ấn tượng, rất là ấn tượng. Nhưng mà nếu mà cho anh cơ hội thì anh sẽ tỏ tình cực kỳ hơn. Tại lúc nãy mẹ Trúc cũng có kêu là mời anh qua ăn cơm rồi. Cô anh thấy như thế nào về hai chàng trai nè? Thì cô thấy hai đứa bé nó cũng ngoan, nhưng mà nó không thuộc trong tầm tay của cô, quyền lựa chọn đâu của cô. Thằng bé mặt ở bên xanh, nó cao hơn bé bên đỏ. Bên đỏ à. Bên này thì nếu nhát, bên kia thì nói nhiều hơn. Nó nếu mà ở trên đời để hoàn hảo, bên xanh á thì nên nâng lên xíu, bên đỏ thì nhún xíu, thì con gái đứa nào nó cũng thích hết. Chính giữa hai đứa đó đi là nó chọn ngay. Tham gia trường xong thì em về có nhắn tin là hỏi thăm sức khỏe thôi, em chưa đề cập tới vấn đề đó. Xong rồi lúc đó bạn cũng chia sẻ là tại vì bạn bị bối rối cái giữa cái mà ngồi ghế xanh với cái đỏ, quan tâm đến cái đỏ là không để ý tới ghế xanh á. Nên cái lúc mà em bấm thì bạn hơi bất ngờ. Bạn cũng chia sẻ thì bạn lúc mà nhìn em thì bạn cũng có cảm tình. Lúc đầu bạn cũng hơi ngại, nhưng mà về nói chuyện thêm một hai hôm thì em có dẫn bạn nói chơi đồ, cũng đi ăn uống này nọ. Và hôm sau em qua nhà bạn chơi thì em cũng tỏ tình luôn. Mẹ bạn nó có đề cập tới vấn đề của em là tới bây giờ tiến tới hôn nhân, tại vì gia đình em đang có gặp trục trặc về gặp tang của ba em, nên dự định phải trong vòng hơn một năm sau thì để hai đứa tìm hiểu một thời gian rồi em mới có thể tiến tới hôn nhân được. Đến bây giờ em quen Thảo Trúc là em thấy cảm thấy là một cái duyên khi mà em tham gia chương trình này. Mặc dù là không trên trường quay bạn không chọn em, nhưng mà nếu mà mình thích một người thì mình cứ tìm cách tỏ tình, biết đâu đó là biết đâu là gặp được may mắn. Qua lại quan hệ với nhau như thế nào kể cho Tường nghe coi, có hẹn hò được lần nào chưa? Ở chút cũng hơi nói chung là còn hơi con nít, nhưng mà tính bạn thì thật thà, dễ gần nữa. Ưu điểm của em là em làm tốt công việc được giao một cách chỉnh chu và em tự tin trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của em á thì em nóng tính, với lại là em không biết đùa giỡn, thỉnh thoảng em hay lười. Tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua một mối tình cách đây 3 năm. Được bao lâu? Dạ cỡ 6 tháng ạ. Người đó là gia đình em kiểu như là làm mai với nhau kêu em. Xong cái trong quá trình tìm hiểu xảy ra nhiều cái xung đột, xong rồi không có tiếng nói chung. Xung đột là xung đột như thế nào? Ví dụ như trong một vấn đề đi thì em với anh nói tới chuyện là anh đó sẽ cãi lũng như là cãi cho thắng em luôn, chứ không thể nào nhường nhịn em được. Kiểu như là nói với nó chứ không có được, chứ không có nhịn em, nên là em thấy nó kỳ kỳ đó. Ai là người đề nghị chia tay trước? Dạ em ạ. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hai em? Dạ. Lý do gì mấy năm nay là không có thêm một cái mối quan hệ nào khác? Dạ tại vì em nghĩ như nè, kiểu như là mình quen là mình phải xác nhận là mình cưới thì mình mới hẳn quen, chứ đừng có quen linh tinh, nó kỳ lắm. Yêu là phải hướng tới cưới là dạ dạ đúng quen. Rồi yêu là phải hướng tới cưới chứ đừng có quen chơi chơi. Nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào? Dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó. Lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi, tại vì lúc trước khi mà quen nhau á là hai người đã hiểu nhau á, nên họ hiểu được cái cảm xúc. Rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn gái cũ thì em nghĩ sao? Quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, nên em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại. Cái gì tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được thì thôi. Thì cũng tha thứ. Nhưng mà kiếm một người bạn rất là khó, mà kiếm được kẻ thù rất là dễ, nên là nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường, cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó, tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu. Dạ. Nếu như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được. Mẹ em có xem và em cũng nói là em đang quen với bạn Thảo Trúc, và mẹ em nói là nếu mà tới mà về nhà thì dẫn bạn Thảo Trúc về nhà. Món này là ai làm? Dạ em làm mà em nhảy sớm em làm á. Ok, cảm ơn Trúc. Anh cảm ơn. Ăn đi, mỗi bạn ăn miếng đi. Sao cảm nhận như thế nào? Rất là ngon, đúng món em. Ngon ha, vậy là nữ trong gia chánh có lẽ phù hợp ha. Cô rồi cô cũng xem chương trình á, xong rồi hôm đó thì cô nói cho cô
xin cho cô số liên lạc để cô gọi điện nói chuyện. Tại cô thấy Trúc dễ mến á, thấy em thấy Trúc rất là quan tâm gia đình, rất là thương gia đình, rất là lễ phép. Anh nói nó là tiếng trên nhường dưới. Ngoài thời gian gặp nhau thì chắc 24/24 là thường xuyên nhắn tin á, khoảng là giờ sáng hoặc giờ trưa hoặc giờ chiều, những cái giờ mà rảnh rỗi của Trúc á, tại vì Trúc có đang phụ gia đình bán cơm ở nhà. Em có tỏ tình chưa? Em không biết em tỏ tình lúc nào nữa. Nhưng mà hôm đó sau em qua em nắm tay rồi. Thời gian sau không biết là quen nhau lúc nào luôn. Em nắm tay rồi. Lúc đó em nói là năm sau anh cưới em nha. Xong rồi Trúc mới bảo là thật. Anh có thật không? Em bảo là thật. Thật sự cái gì đó mà không biết em nắm tay. Trúc đồng ý. Em nghĩ các bạn đồng ý rồi. Xin chào mọi người. Em là Thảo Trúc của tập 11 chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Sau chương trình em có nhiều niềm vui hơn và em có thêm được những mối quan hệ mới. Hôm trên sân khấu mà dù em may mắn được cả hai anh bấm nút chọn em, nhưng mà do lúc đó em không có ấn tượng sâu sắc với anh nào hết nên là cảm xúc của em không hướng về ai cả. Sau hôm quay hình thì em có nhận được lời mời kết bạn Zalo của cả anh Sơn và anh Cương, nhưng sau đó chỉ có anh Sơn liên lạc với em thôi. Và sau một thời gian tìm hiểu cũng như là trò chuyện, em nhìn thấy được sự chân thành của anh Sơn nên em quyết định đồng ý hẹn hò với ảnh. Em cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau. Em chúc chương trình ngày càng thành công. Ok, cảm ơn Cơn. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Ghép Đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé, và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Khán giả ơi, chúng ta hãy tải app Netlove để được đón xem chương trình nha quý khán giả. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy giữ gìn sức khỏe nha quý khán giả thân yêu.